Hai, chào tất cả mọi người. Giờ mình sẽ cái rổ mình đi nhậu cỏ à, thì nhậu cỏ mọi người không biết làm gì cả. Thì mình nói hôm qua mình bắt nhưng mình không bắt luôn, giờ thì mình bắt trải xíu, trải con ngày chứ không nhiều hết. Giờ mình sẽ nhậu cỏ này, mình bỏ vào đơn giản thôi chứ sáng giờ nó cũng ngắn cũng đỡ, cỏ nó cũng được dốt dốt một xíu. Rồi, có điện thoại nữa, đợi một xíu nha. Alo. À. Giờ đang sản xuống nè. Đúng rồi, hôm qua nó âm u quá không dám xuống. Thì anh cứ chạy qua anh bắt bình thường không sao á, giờ xuống coi là biết đóng máy luôn á. Còn không thì đợi video tí xíu nữa, tí xíu nữa có video à. Có chứ. Nói chung là thì đẩy tí xuống rồi báo rồi cho. Rồi. Nói chung mà cố gắng làm sao cho giống cái tổ chim là được. Bất gợi sợ mấy cọng cỏ khô khô trên này để mình quấn cái vòng tròn á. Rồi ok, lúc nào phải có cái lỗ sâu sâu xíu đó thì mình sẽ đi bắt chim thôi. Tới mình sẽ quay lại mấy con chim này cho mọi người xem. Mình bắt ra rồi, mình bắt ra lúc sáng. Rồi ok. Mình có chim con ra rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ cọc cái này lại, rồi tí nữa mình sẽ cho mọi người xem trống máy. Đây, hai đứa nó đây. Giờ thì kiểm tra trong máy thôi. Con này tống 100% rồi. Màu khá là đẹp ha. Đây. Yeah.
tổng mà. Rồi xong luôn rồi, hai con trống luôn rồi, không có một con máy nữa, hai con trống. Đó, đây là cái độ hên xui của anh em mua khi còn nhỏ, thì mình bán lúc còn nhỏ thì nó sẽ ok hơn. Biết trống máy thì mở ra như vậy hai trống là anh em phải lợi hơn là hai con máy ha. Nhiều anh em nghĩ là nó sẽ không có trống đâu, nhưng mà nó giờ là hai con trống luôn rồi đó. Giờ thì chờ nó há miệng là đút ăn thôi, rất là dễ. Đó, giờ mình cho vô nhà thôi chứ không làm gì hết, để mình đi nghe mình quay mấy con kia cho mọi người xem. Máy này phải đậy luôn. Ok, giờ thì ra quay lại mấy con chim mới bắt ra ha. Anh em ưng con nào thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0929887346 nha. Mấy con này đuôi trên 17 xíu, 17 xíu à. Đó, đây. Nhưng mà trong cái bầy đuôi ngắn thì nhớ có một con nó bị hư cái móng chân, mà mình chưa biết con nào. Con đó mình để rẻ anh em chơi thôi, nếu anh em thích. Đây cũng hai con ha, mình ra nó ok hết rồi. Vô đây cũng hai con rồi ha. Bước đầu cho em hai cái hả? Anh trong thì dán sẻ không à, dán sẻ đuôi dài. Đó, dài con này cũng có 17, bữa mình to như 17 á. Đây, hai con nữa. Còn bốn con kia, hở quan tâm tới bốn con kia mình quay bữa giờ rồi. Đợi xíu tới mình quay lại cho. Giờ hiện tại trời đang mưa rồi, mình phải xả màn xuống rồi mình. Tí mình vô trong mình quay cái con kia cho mọi người xem. Cái con bụng trắng mình vẫn còn ha. Thì nhiều anh em hỏi con đó làm sao. Nói chung mọi con bụng trắng là bình thường thôi. Còn mấy con chim chiền mình nuôi lên là mình sẽ không bán đâu ha. Rồi ok, giờ mình sẽ đeo vòng trăng cho hai con chim non của mình ha. Thì vòng này là vòng gì thì mình sẽ cho anh em xem thấy. Thì đây là vòng không có gì hết, chỉ có tên của mình thôi. Đó. Đó này phải không, trung bình dương. Ok, chứ ngoài ra chả có gì hết. Chỉ là vòng mà để đánh tên của mình thôi chứ. Có nó thì nhằm mục đích là để trang trí này kia thôi. Hai đứa này bây giờ thì chắc nó sẽ không ăn được liền đâu mọi người. Nó phải tới chiều nó tự động nó há họng ăn thôi.
rắn đút ăn bình thường được, ok, nhưng mà ngồi chắc không qua là không ăn được ha. Đó, chỉ cần đẩy quay mở thôi là nó tự động nó nuốt luôn đó. Nói chung nó khó hay không là do mình thôi mọi người, do mình có dám chịu khó hay không. Hiện tại trời đang mưa rất là lớn. Cái này nó nốt thôi chứ cái gì hết.